Nè chú Minh, con cái này là pho tế tấm lòng của con nha. Con thì chú Minh biết con từ xưa giờ rồi. Thôi cơm mọi người ăn không nổi đâu. À vậy hả? Thôi kệ cứ để không, nó đi. Ăn không nổi đâu. Vậy hả? Ăn không nổi đâu. Sợ chú không có gì, con này là của con nè. À, con gửi cho chú một ít thôi. Rồi cảm ơn. Chú nhận nhiều. Dạ dạ rồi rồi. Có cần dựng lại lều hỗ trợ này kia đồ gì đó thì con ở gần đây nè, cứ gọi cho con. Con chứ nay con làm việc cả ngày đây ha. Dạ dạ. Chưa đâu. Nghe chú ơi. Chào mọi người. Ngay sau khi có tin dữ về việc chú Minh cô đơn, một nhân vật rất quen thuộc trên Nhân Chứng Channel, bị dàn cảnh truy sát, đốt nhà, đốt xe, Nhân đã có mặt để thăm hỏi chú và rất vui khi thấy rất nhiều người đã đến đồng hành cùng chú. Ngay sau đêm xảy ra vụ việc, tại quán cà phê của chị Hiệp cạnh nhà khách Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm người dân, sinh viên, các đội hiệp sĩ lân cận đã tìm đến thăm hỏi, hỗ trợ chú. Tất cả đều thở phào khi thấy chú vẫn khỏe mạnh, bình an. Nói một chút về vợ chồng chị Hiệp, thì đây là hai người đã giúp đỡ chú Minh trong suốt thời gian qua, cho chú để nhờ máy bơm xe, sạc điện thoại, đèn pin và nấu cơm cho chú ăn. Vợ chồng chị Hiệp cũng là người đầu tiên chú Minh đã báo tin sau khi bị phục kích ở đường số 11. Trong số đoàn người đến thăm, có cả những nhân vật nổi tiếng như hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương, Huấn Hoa Hồng, phật thủ Tô Hà Đông Nghi. Anh Huấn Hoa Hồng đã gửi tặng chú 20 triệu đồng. Anh Tô Hà Đông Nghi cũng hỗ trợ chú một chiếc xe máy và hứa sẽ gửi chú mỗi tháng 2 triệu để trang trải. Đội SOS thị xã Dĩ An cũng đã đến để xem xét dựng lại lều cho chú Minh. Cùng với đó là rất nhiều những sự hỗ trợ khác. Ông không chịu, nãy em cũng nghe ông nói rồi đó. Ông đâu có chịu đâu. Bây giờ tất cả anh em đều cùng đồng lòng về đây để giúp ổng cái đợt này, mà bây giờ ổng cứ theo như ý của ổng đòi hỏi ổng làm gì. Mình phải làm theo ý của chú thôi. Ủa tất cả anh em ở đây là bạn hữu đường xa hết hả anh? Bên đây là đội SOS thị xã Dĩ An đang qua để tìm hiểu, đang làm lại cái chòi cho chú. Anh em sẽ tập trung làm lại, bỏ sức với mua những cái vật gì đó để làm lại cái chòi cho chú. Tại vì chú, anh em cũng muốn làm là cho chú cái nhà tiền chế. Mà chú nói là nóng nực quá chú không chịu nổi. Mà anh em sẽ làm theo như ý của chú. Là sẽ căng lên cái tấm bạc, tìm cây cối rồi về, mua cây cối rồi về để làm lại cho chú. Hiện tại thì chú đã vừa lấy lời khai ở ngoài công an xong và với ở ngoài hiện trường. Giờ chú trở ngoài quán cà phê của chị Hiệp rồi. Còn mấy anh thì ở đây mình xem xét cái này để mà mình hỗ trợ. Để mình hỗ trợ cho chú cái chòi cho chú. Tại vì nếu bây giờ mình không làm gấp á, thì thời tiết bây giờ cũng lạnh. Ban đêm chú bây giờ không có chỗ để nghỉ ngơi nữa. Mình phải làm gấp cho chú để hoàn thiện nhanh. Thì dự kiến là chừng nào thì sẽ xong? Có thể ngày mai anh em sẽ làm, hoặc là có thể anh em thì anh em bên kia, mấy anh em ở bên các đội phòng chống rồi cũng đang trên đường đi qua đây. Nếu như kịp thì hôm nay sẽ làm luôn. Cũng nhờ sự chung tay của mấy anh. Chung tay, tại vì chung một chiến tiến để làm công việc. SOS mình là ở Dĩ An ha anh? SOS này là ở Dĩ An. Mấy anh em thì cũng ban đêm cũng đi hỗ trợ người dân về đêm, như giá xe, lũng xăm rồi, cũng như là của chú Minh. Thôi thấy vậy cũng mừng rồi. Sáng giờ ở ngoài quán chị Hiệp thì mọi người cũng hỗ trợ quá trời luôn. Sinh viên nữa, mấy sinh viên mà từng được chú giúp này kia nghe tin thì cũng giúp rất là nhiều. Rồi em cảm ơn anh nha. Và các mạnh thường quân sẽ là hỗ trợ để dựng lại cho chú một cái chỗ ở, và cũng sắm cho chú một chiếc giường. Nếu mà trong anh em ai đang coi cái like của anh em Metro thị xã Dĩ An mà ở khu vực gần Dĩ An, mà nhà nào có cái giường mà không sử dụng đến hay còn sử dụng được, thì hãy chúng ta góp sức. Không, có thể là ủng hộ vì là có cái bên giường vẫn còn nhiều cái giường rất tốt. Đúng rồi, không? Làm cái giường thì cũng chung tay góp sức đó là ủng hộ cho chú đó. Hàng mẹ cái sắt là bao nhiêu sắt đâu. Vì anh em SOS thị xã Dĩ An qua bài live thì đã ý nguyện của anh em là sẽ làm cho chú một cái nhà bằng khung sắt lập tôn lên. Nhưng mà chú ấy là cũng không chịu, chú ấy nói là sẽ làm theo ý của chú đó. Chú sẽ là căng lại bạc như lúc đầu.
Và anh em cũng có gợi ý một xíu là không hề chú di chuyển, chú nói là cũng không di chuyển vì chú là gắn bó với chú 6 năm trời rồi. Ở trong làng đại học thì chú đã ở trong này trên 30 năm rồi nha mọi người. Nhưng mà chú ở hiện tại giờ anh em đang live này thì nó là gắn bó với chú là 6 năm trời. Nên là rất nhiều cái kỷ niệm chú sẽ không quên. À, tức là hồi tối lúc đó là vợ chồng mình đang ngủ hay là như thế nào nghe chị? Lúc đó chị đang ngủ. Chị đang ngủ thì chị nghe tiếng mở cửa cổng. Thì tưởng ăn trộm. Thì cái chị nằm chị nghe tiếng kêu là Hiệp ơi. Chú Nam ơi. Cái xong á rồi chị mới bật đầu dậy, chị mở cửa sổ ra nhìn thấy chú. Chú nói cái xong rồi hỏi ô sao chú đi lấy xe sớm vậy? Con ơi, xe chú với nhà chú ở chỗ chú bị đốt hết rồi. Cái xong hỏi chuyện sao vậy chú? Rồi thấy vậy thôi chạy ra xuống kéo cửa lên rồi cho chú ngồi. Thấy chú mệt đó, hỏi coi chú như thế nào chuyện gì đó. Thì chú nói là mấy người người ta với chú này kia gì đó, rồi chú bỏ chú chạy bỏ xe lại đó, cái nó lấy xe chú nó đốt. Trời luôn. Lúc đó chú quản dữ lắm hả chị? Lúc đó chú nói chung là quản dữ lắm luôn. Tới đây chú chưa hoàn hồn lại nữa. Mặt mày xanh lè hết hả? Mặt mày xanh lè anh mép. Dạ. Thấy rồi xong rồi xong. Anh Nam chồng chị mới dắt cho chú đi chú quay trở lại. Chú kêu là chở cho chú vô trong chỗ trời á. Dạ. Chụp hình lại rồi xong đi báo công an. Thì chị nói là thôi đi đừng có vô trỏng bây giờ á, là báo công an trước xong rồi có gì công an hỗ trợ, chứ mới chuyện vừa mới xong đi vô trỏng lỡ như nó còn phục ở trỏng rồi vô và nó giết chết luôn á. Rồi cái xong á hồi cho chú tỉnh rồi á, rồi mới chở chú đi gọi cho công an này kia một hồi công an cho mới vô tới lâu lắm rồi tới rồi cái vô chụp hình này kia nọ xong chở chú lên trên phường sáng. Vậy là nguyên một đêm là vợ chồng chị xem như là trắng đêm với chú mình luôn. Cũng không có trắng gì mấy, thức ngủ thức được tiếng 2 tiếng. Cũng may là còn có vợ chồng chị ở đây á, chứ còn 11 giờ mấy 12 giờ là ngủ hết trơn rồi, dân ở đây ngủ hết rồi. Ngủ hết rồi, nên là 10 giờ là ta đóng cửa hết. Cái đường đó thì vắng hoe nữa đâu có kêu ai được đâu. Rồi sáng tới giờ thì tiếp khách chắc mệt luôn. Cũng nói chung là hôm nay hơi đuối một xíu. Dạ, người dân, sinh viên rồi cứ tới để mà hỗ trợ chú, gọi cho chị nữa đúng không? Có, gọi điện thoại, sinh viên nhắn tin, rồi mấy mạnh thường quân người ta gọi điện thoại kêu gửi địa chỉ á. Nhưng mà sáng giờ chưa có rảnh tay để trả lời cho người ta luôn á. Dạ. Hồi nãy người ta gọi, người ta nói em gửi địa chỉ cho anh đi để đăng mạnh thường quân người ta gửi đồ. Nói thì bây giờ chuyện mới xong thì mấy anh thông cảm giùm em đi, thì chút xíu nữa ví dụ như chiều hoặc tối hoặc nói chung lúc nào em rảnh tay thì em nhắn địa chỉ qua. Thì em nói rồi sáng giờ mọi người gửi riêng cho chị không là gửi bao nhiêu trái cho chúng mình rồi? Gửi đồ đạc gì rồi? Gửi quần áo nè, gửi bánh nè, rồi gửi tiền, nói chung tổng số tiền là chị không có tổng được tại vì người ta gửi nhiêu là chị đưa bao nhiêu. Trước tiên là anh Sơn lúc trước ở dưới nhà công vụ này là anh đó anh tới quán trước, thì chị có nói với ảnh kể chuyện cho ảnh nghe, thì ảnh nói là ảnh cũng giúp đỡ cho chú được 200.000 rồi xong rồi mấy bạn sinh viên mỗi người 200 thì tổng tới tổng lưu chắc cũng được hơn 1 triệu. Rồi trong lúc bạn trong đây gửi là cũng đâu nãy đưa cho chú là 550 với một bạn gửi bánh với gửi tiền là 100 nữa, rồi cô kia gửi quần áo, rồi hiện tại bây giờ là cái chị kia chỉ nói là đang chuyển khoản cho 5 triệu. Đang chuyển khoản cho 5 triệu cho chú nhưng mà tài khoản nó chưa qua tin nhắn. Đó là những trường hợp mà chị biết thôi đó, sáng giờ đó còn lại đưa riêng cho chú Minh thì rất là nhiều rồi. Tức là mọi người chung tay như vậy là cũng quá tốt cho chú rồi, coi như trong cái rủi có cái may, vừa bình an không bị này kia mà. Nói chung là cũng mừng cho chú. Dạ. Là không có bị gì tới không bị tính mạng là mừng rồi. Dạ. Rồi cũng nhờ có quán chị ở đây mà sáng giờ mọi người bò vào quá trời luôn. Rồi cảm ơn chị, cứ bán tiếp đi để mọi người đợi. Dạ.
tôi là tôi không sao chết đâu, tôi còn cái mạng không chết gì hết. Là mình chơi là chơi cho đúng đúng nghĩa chứ không chơi như vậy được. Chơi mới chơi đúng nghĩa chứ không chơi quá quản để người ta nói cái trò tôi có đánh bạc không mà đốt cái trò tôi cũng còn nghĩa.